À, bà tôi nghe nói là hai người có đứa con. Em à, con nuôi đó mà. Tôi định về bển làm thủ tục để lãnh bé, là có thể nhận bé rồi. Trong thời gian này nhờ anh chị chăm sóc cháu giùm. Sao cô Trúc không lấy chồng rồi sinh con đi? Sinh con nuôi làm gì? Nó đâu phải ruột rà của mình đâu. Con ruột hay con nuôi gì cũng là con nít, nó đều rất cần tình thương của người lớn. Có lẽ tôi có duyên với cháu nên lần đầu gặp tôi đã rất mến cháu rồi. Bình thường nhưng mà cũng phải cẩn thận. Xui xẻo, nó là con của cái thứ đầu trộm đuôi cướp. Rồi lớn lên nó giống cái gen của cha mẹ nó, thì cô khổ dài dài đó. Em, thì cũng có những trường hợp như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng mình yêu thương nó, giáo dục nó một cách đàng hoàng, thì dù có gen nào cũng không làm hư được nó. Trà thơm quá. Trời lạnh mà mình đổ mồ hôi. Không biết con Trúc đi gặp vợ chồng Tiến có sao không nữa? Gặp mặt nói chuyện thôi, có gì đâu mà ngoại lo. Con cũng biết đó, chị con không có được bình thường. Nó gặp người ta, nó nói điên nó khùng rồi ba con khó xử. Tại con Trúc nó giống má con quá, nên ông mới lo vậy thôi. Ngoại, ngoại đang sợ dì Dung ghen đúng không? Thì cũng là chuyện đó. Con Trúc á, nó chưa có chồng. Con Dung á, nó bậy nó bạ. Con Trúc nó buồn. Ngoại nè, con tin á, có ba con ở đó, chắc là ngăn dì Dung lại được. Phải chi mắt con sáng, con được nhìn thấy dì Trúc cho đỡ nhớ má con. Ờ, nè. Dạ. Còn cái chuyện đi khám mắt của con tới đâu rồi? Dạ, để con suy nghĩ lại ra ngoài. Suy nghĩ cái gì nữa, quyết định ngay đi. Mai ra. Hồi đó ba con đã dẫn con đi khám mấy lần rồi. Bác sĩ nói không có cứu vãn được đâu ngoại. Nhưng bây giờ y học nó tiên tiến hơn, coi như ngoại năn nỉ con đó. Ờ, mà chuyện con với ông Quỳnh sao rồi? Dạ, cũng bình thường à ngoại. Bình thường là sao? Dạ, là thì là Quỳnh vẫn tốt với con ngoại. Vậy con có thấy nó thương con không? Dạ có. Nhưng con không dám tin Quỳnh sẽ thương con. Con sợ mình ngộ nhận lắm ngoại. Nếu như nó giả dối, trước sau gì á cũng bị lộ ra thôi. Ở bên đó cô Trúc làm nghề gì? Bên đó tôi có mở một tiệm ăn nho nhỏ, buôn bán cũng khá lắm. Con mình chắc cung cực lắm ha. Thì cũng giống như anh thôi, một mình quản lý hai tiệm cực quá chừng. Hèn gì anh lo cho cổ. Mới đầu thì cực, nhưng mọi chuyện vô hệ thống rồi thì cứ thế mà làm. Tôi về đây hơn 2 tháng rồi mà mọi chuyện bên đó vẫn tốt. Cô giỏi thiệt. Tôi nè không dám đi đâu hết, tôi mà đi 2-3 ngày công chuyện nó rối tung lên hết trơn á trội. Ủa, chị không phụ với anh sao?
Má hả? Ảnh sợ tôi cực, cứ dành làm hết mình nè, nói hoài không có chịu nghe. Tôi nói thiệt với cô, không phải khoe chứ, anh Tiến là một người rất là thương vợ. Nói không sợ người ta cười hả? Thật sự là vậy mà. Tại anh tốt quá. Cô biết không, có nhiều người muốn nhào vô giật chồng của tôi lắm. Thôi đi. Nhưng đâu có dễ. Mình thương chồng thì mình phải biết giữ chồng chứ. Ai mà có mưu đồ gì là tôi diệt từ trong trứng nước hết. Anh Tiến đúng là một người chồng tốt. Chị đừng có để mất. À, chị nào cô Trúc về bên bển? Dạ, ngày mốt. Hay là để cho tôi đưa cô ra sân bay nha. Dạ, không dám làm phiền chị. Tôi muốn đưa cô đi thiệt mà. Tôi muốn thấy cô ra sân bay thì tôi mới yên tâm. Quỳnh không phải là người giả dối đâu ngoại. Ngoại chỉ thử một chút đã lộ tẩy. Con thương người ta quá chừng rồi mà ngại gì không ngỏ lời. Dạ, không phải vậy đâu ngoại. Chối, mới nói xấu một chút đã bình chầm chạp rồi. Dạ, con... Ngoại đã nói rồi, nếu ai thương con thiệt lòng á, ngoại không có tiếc cái gì hết. Ngoại muốn nhìn thấy con được hạnh phúc. Dạ, vậy con... Con sẽ hỏi ý của Quỳnh. Mạnh dạn lên con. Ngoại. Ngoại uống sữa nè ngoại. Quỳnh hả? Mạnh dạn lên. Ngoại. Ủa, ai mà cần phải mạnh dạn không ngoại? Thằng Huy, nó có chuyện muốn nói với con. Ngoại. Thôi, em đừng có nghe ngoại. Ngoại, con còn việc trên phòng, con lên trước nha ngoại. Cái chân tao. Trời ơi. Từ từ anh. Ông ngoại kỳ quá. Sao anh thấy con là anh bỏ đi vậy ngoại? Mắc cỡ. Sữa nữa hả? Thôi ớn lắm. Ngoại phải uống thì mai mới đi thăm bà cụ được chứ. Bà cụ? Cô Trúc nhiêu tuổi rồi anh? Hồi nãy em nói nhiều lắm mà, sao không chịu hỏi người ta luôn đi? Hỏi thì kỳ. Chắc là tuổi cổ cũng cỡ em chứ gì. Nhìn mặt già khú à. Việt kiều mà tầm thường quá trời. Em biết vậy á, em không thèm ra tiệm làm đầu trang điểm chi cho nó mệt. Chứ em nghĩ Việt Kiều phải như thế nào? Thì phải sang trọng, giống như em nè. Tự tin quá. Không đúng sao? Việt Kiều gì mà y như nhà quê vậy? Ăn bận tầm thường quá trời. Nữ trang thì có cái nhẫn hộp nhỏ xíu à. Còn em á, anh thấy hình như có được bao nhiêu em đeo hết trên người luôn. Cả người em sáng rực chói sáng, y như hộp sáng vậy đó. Anh nói thiệt vậy mà. Hả? Chắc là cô nhìn em thấy choáng lắm phải không? Rất là đúng. Mà lớn lên ở nước ngoài, gì mà nghèo quá trời. Mày đặt xin con nuôi nữa, biết nuôi nổi không mà nhận. Mà nghe nói ở bển thứ gì cũng mắc á. Nè, anh nhìn em thử coi, còn đẹp dữ không? Đẹp y như con công. Còn cổ? Như bồ câu. Bồ câu với con công, con nào đẹp hơn? Dĩ nhiên là con công. Đồ mất dạy, có tiền mà vô nhanh quá. Ủa, con Ly đâu mà nãy giờ ăn cơm không thấy nó?
con kêu nó ăn riêng rồi. Bà làm cái gì kỳ vậy? Tại tôi muốn nhà này được yên ổn ăn cơm thôi. Nó với con Quỳnh không hợp, hai đứa đụng mặt là có chuyện à. Hôm trước nó moi đồ trong thùng rác ra dí vô mặt con Quỳnh đó. Hay để con ăn riêng. Ly là người chăm sóc ngoại bấy lâu nay, làm vậy con... Thôi được rồi, con Ly nó ăn riêng cũng tốt. Ngồi chung á, nó thấy mọi người nói chuyện vui vẻ mà nó cũng không nghe được gì, rồi nó buồn thêm. Con chỉ lo là Ly lại hiểu lầm thôi. Con đừng có lo, để dì đóng vai ác cho. Mọi chuyện cứ đổ tại dì nè. Con Trúc, chừng nào về bển? Dạ, ngày mốt. Con nói ngày mai mời ba đi nhà hàng ăn cơm. Bài vé làm cái gì? Tới thăm ba là đủ rồi. Nhưng mà con đã nhận lời cổ rồi. Nghe mời một cái là gật đầu liền. Sao anh không mời cổ về nhà mình? Tôi sợ bà không thích. Biết diện cớ ghê. Ba. Nhà mình mua xe hơi đi ba. Tự nhiên rồi mua xe hơi là sao? Con thấy bây giờ á, làm ăn cần phải chú trọng tới bề ngoài. Ba có xe hơi đi giao dịch thì người ta nể ba hơn. Tính nè, làm ăn á thì người ta cần thực lực, chứ không cần phô trương đâu. Anh thấy á, em đi Honda là được rồi. Anh còn nói đúng đó. Mấy cái thứ thích phô trương á là thường có ý đồ đi lừa gạt người khác không. Anh Huy nói gì bà cũng kêu đúng hết trơn á. Còn con nói gì bà cũng không quan tâm. Mốt con không nói nữa đâu. Ba đừng có kêu con làm nữa. Con có làm cũng không ai tin hết á. Buồn gì? Làm nhiều, sai nhiều, không làm thì không sai. Sau này á, mọi chuyện anh cứ giao hết cho thằng Huy đi. Dạ, thưa dì, con không có ý đó đâu dì. Con không có ý, mà thằng Tính nó nói cái gì con cũng bàn ra hết trơn. Dì, anh Huy anh chỉ nói ra ý kiến của mình thôi. Còn như thế nào á là do Dưỡng quyết định. Con Tính hay đó Tính à. Làm ăn á phải có xe hơi nó mới hoài. Nhớ mướn một tài xế lương tháng vài triệu. Dạ. Đó, nó chở mình mới an tâm. Tiền xăng nhớt bảo dưỡng thuế má, một tháng chi cho chiếc xe hơi khoảng chục triệu. Nghe muốn mệt luôn. Con học lái xe, chở ba đi, khỏi mướn tài xế. Vậy tiết kiệm được mấy triệu bạc á nghe. Nhưng mà coi chừng Tính già quá non, xe máy nó lao đầu vô con à, hay là con đạp thắng lộn qua ga, xe nó giọt lên cái nó ủi người ta chết, bồi thường 100 triệu hay ở tù. Còn không á, nó nhào đầu luôn xuống đèo. Vui. Trời, bác nói nghe thấy ớn quá. Có sao tôi nói vậy thôi. Thanh niên giờ nó chạy xe vậy không, báo chí ngày nào không đăng. Mới bữa nè, TV cũng có phát hình. Có ông đó đó, chở bạn bè đi mừng mới mua xe hơi rửa, xe rửa gì đó. Đó, lúc về say xỉn, đâm đầu xuống sông, nằm hết trong hộp đó, chết nguyên bậy. Thôi, để con dẫn ông lên phòng nghỉ nghe. Ừ, vậy đi. Dạ, con cũng xin phép lên phòng trước. Thôi con, có cái xe hơi mà phải đương đầu với nhiều chuyện nguy hiểm quá. Nếu sợ chết thì thiếu gì lý do để sợ.
nằm ở nhà lên máu Đức cái Phật cũng chết vậy. Người chết á thì yên rồi, nhưng mà người sống thì như thế nào? Nếu con chạy xe mà lỡ có xảy ra tai nạn á thì ba có yên tâm hay không? Thôi ba đừng có nói nữa. Ừ, bây giờ dứt khoát không có mua xe gì hết trơn á. Nếu cần đi đâu đi taxi, không thì thuê xe. Vậy đi. Không mua thì thôi, có tiền mà không biết hưởng thụ, không biết có tiền làm gì nữa. Ngày mai ra tiệm phụ tôi, còn không á thì khỏi cần ăn cơm. Thôi con không cần ăn cơm của ba đâu. Tính mày có giỏi á thì đi ra khỏi nhà này luôn đi, ra đời tự lập sống một mình đi. Thôi đi, cho tôi can đi. Nó đâu phải an tim đâu mà đuổi nó ra quan đảo. Nó mới có 20 tuổi à, mà bị hết người này chửi, tới người kia mắng. Sao mà sống nổi đây? Tôi mới là người sống không nổi nè. Chắc bên nào tôi phải đi thử máu quá. Coi nó phải con tôi không? Hay là quan gia kiếp trước? Hơ, nói vậy mà cũng nghe được à. Trời đêm nay trong vắt, không một gợn mây. Em sẽ ngồi đây để chờ ngôi sao bản mệnh của mình. Em cũng có ngôi sao bản mệnh của mình hả? Là em tự chọn cho mình. Lúc nhỏ em hay ra sân nằm dài ngắm sao. Em đã chọn ngôi sao lẻ loi nhất để làm ngôi sao bản mệnh cho mình. Em rời quê lên Đà Lạt, nó dẫn theo em. Nhưng sao? Em nói tiếp đi. Hôm bữa giờ em ngắm, em thấy nó mờ nhạt như muốn tắt. Chẳng lẽ cuộc đời em cũng sẽ tối tăm như vậy, không thể nào tươi sáng được? Quỳnh nè, em đừng có nghĩ lung tung như vậy. Sự thật là vậy mà. Bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn chưa tìm được việc làm. Má em cứ vài bữa lại gọi điện lên hỏi có tiền gửi về nhà chưa. Em muốn liều vô làm ở quán cà phê, nhưng em không liều được. Quỳnh, chỗ đó không phải là nơi con gái đàng hoàng. Nhà em nghèo, học hành chẳng được bao nhiêu, nên lúc nào cũng bị thua thiệt. Mà em có ước mơ gì cao xa đâu, chỉ mong một công việc giản dị đủ lo cho bản thân mà cũng làm không xong. Được rồi, anh sẽ hỏi bạn bè xem có ai cần người không. Nếu không có thì sao? Đành rằng dì dưỡng tốt bụng cho em ở đây, nhưng không thể ở hoài mà không có đóng góp. Có lẽ em phải về quê. Quỳnh, em đừng đi. Quỳnh, anh sẽ lo cho em. Em biết anh tốt bụng, nhưng nếu có người hỏi anh lấy tư cách gì lo cho em, anh trả lời sao? Anh còn ngoại, ngoại sẽ không cho anh gánh một trách nhiệm nặng nề như vậy. Ba anh nữa, ba anh sẽ ghét em nếu em cứ làm vướng bận anh. Không đâu, ông ngoại rất thương em, và ba anh cũng vậy. Nhưng em không đem đến cho anh niềm vui, mà chỉ toàn phiền toái. Không chừng mọi người lại nghĩ em lợi dụng anh. Từ lúc gặp em, anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Tại sao vậy anh? Bởi vì
Bởi vì sao mà không thể nói ra lời? Bởi vì nếu em cần việc làm thì anh có thể giúp. Em đã từng nói là em muốn em và anh cùng làm chung một chỗ, đúng không? Ừ. Thì giờ anh đang có góp vốn vào trung tâm massage của trường. Em sao vậy? Anh sẽ bàn với hiệu trưởng để em tới đó làm chung với anh. Em hiểu. Anh chỉ muốn làm ông chủ của em, chứ anh không có muốn. Em hiểu lầm rồi. Quỳnh, Quỳnh, đợi anh đã Quỳnh. Ý của anh là, mà giờ anh phải nói thế nào? Anh Quỳnh à, anh sợ bị từ chối. Anh nói thử coi, em có từ chối anh không? Anh nói đi. Con thấy ông sao? Hồng hào, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Không cần phải cường điệu dữ vậy. Con nói thiệt mà. Gặp bà, con đừng nói ông mới vừa hết bệnh nghe không? Ông muốn á, mình á, là một người nâng đỡ bà về phương diện tinh thần. Mấy ngày qua chắc là bà mong ông lắm á. Ê, mày làm gì ở đây? Không có ổng ở nhà, mày không được vô đây. Gì? Mày dám nói tao mới không được vô đây hả? Để tao đuổi mày ra khỏi đây, coi ai dám binh vực mày. Ra, đi ra, đi, đi ra. Chuyện gì vậy gì? Có chuyện gì vậy gì? Ly, có chuyện gì vậy Ly? Ly, thôi em, có anh đây. Anh nghe đây,
Vậy hả? Em muốn gặp anh liền hả? Có chuyện gì không em? Anh lo cho em mới hỏi vậy mà. Ok, em ở đó đi, anh tới liền hả? Dì thấy nó một mình ở trong phòng ngoại con á, dì kêu nó đi ra mà nó không chịu ra, nó còn đuổi dì đi nữa. Không biết nó có ý đồ gì mà nó đi vô trỏng, hay là muốn tráo thuốc hại ông chết hay sao á. Dì ơi, con nghĩ á chắc Ly chỉ vô đó dọn dẹp thôi, chứ không có ý gì đâu dì. Ừ, chắc tại vì dư hơi nghĩ lung tung. Chuyện của ông ngoại đã có con lo rồi. Mà nè, nếu có xảy ra chuyện gì á thì đừng có đổ thừa dì, biết mà sao không nói nha. Dạ. Con. Không thể nào. Mới có mấy ngày mà tôi đã tới trễ. Bà nói đi, tại sao bà mất? Ngoại, bình tĩnh đi ngoại. Mình về thôi ngoại. Chào cô. Chào dạ, chị. Chào ông. Cô làm ơn cho tôi hỏi thăm, tại sao bà cụ bà chết vậy? Dạ, bà bị mấy đứa con làm cho bà tức chết chứ ai. Chuyện xảy ra thế nào vậy chị? Tôi thấy bốn đứa con của bà kéo về là tôi biết có vấn đề. Cái tôi mở cửa, tôi rình tôi nghe. Không phải tôi tò mò đâu, tại tôi qua tôi canh chừng coi bà có chuyện gì không. Khi tôi qua tới nơi á, tôi không có nghe bà nói gì hết á, chỉ nghe tiếng của mấy đứa con thay phiên nhau nói thôi. Tụi nó nói cái gì? Tôi nghe tiếng được tiếng không. Đại khái gì mà nếu má ngoan cố thì ra tòa, rồi gì mà phải chi á, người chết là má chứ không phải là ba. Khốn kiếp. Rồi mụ con gái á la lên: bản sao vậy nè? Rồi lát nữa có xe cứu thương tới chở bà cụ đi. Đến chiều á chở bà cụ về thì bà cụ chết rồi. Cái lũ bất hiếu á
cố ý chọc vậy cho bà cụ tức chết. Ủa, mà sao ông quen sao với bà cụ mà ông quan tâm dữ vậy? Lâu lắm rồi tôi không thấy ai thăm viếng bà hết á. Đám tang lớn lắm mà, dòng qua chất đầy từ trong ra ngoài. Ôi, dòng qua là cho người sống đó cô. Nghe đâu á, ông con cả của bà làm lớn lắm. Làm lớn á, mà mẹ mình không thương thì làm sao thương dân cho được. Thôi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Tôi hẹn luật sư rồi đó. Đầu giờ chiều tôi với ông lên đó ký hợp đồng. Đúng rồi, ký cho xong đi, để cho bà khỏi làm phiền tôi nữa. Không phải là tôi tham, mà là tôi làm chuyện này cho thằng Tính thôi. Muốn chia thì chia, khỏi thân Minh Thanh Nga. Tôi mà mở thêm chi nhánh nào khác đó hả, tôi sẽ xác nhận là tài sản riêng của mình. Đừng có hòng mà đòi chia thêm nha. Không được. Bất cứ thứ gì của ông có đều phải cưa đôi hết. Chờ tới khuya nha cưng. Chi vậy? Để ngủ rồi nằm mơ đó. Mơ mới có cái chuyện mình ở không, cho người khác chia của, ha không? Của chồng công vợ thôi. Bà đâu phải vợ tôi. Ông đừng... Vợ đâu có đối xử chồng mình như vậy. Mở miệng ra là đồ chia của, chia của. Tại vì ông không coi tôi là vợ. Sống với tôi bao nhiêu năm mà ông có chịu làm hôn thú đâu. Tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi. Mà thôi tôi không giải thích nữa. Muốn ký kỹ. Khoan đã. Chuyện gì nữa? Tôi phải bàn với luật sư thảo lại hợp đồng. Phải thêm câu nữa. Câu gì? Bất cứ tài sản nào do người chồng tạo ra khi còn chung sống với người vợ đều phải cưa đôi hết. Đại khái là vậy đó. Công nhận mà suy nghĩ thấu đáo thiệt. Bà sẽ không bị thiệt thòi đâu. Hy vọng bà có nhiều tiền rồi đó, bà sẽ để cho tôi yên. Ừ. Tôi mà có bồ bà cũng đâu có cần ghen, thấy không? Ừ. Tại vì cái thứ bà cần á là tiền, tiền. Không được. Bây giờ phải thêm một câu nữa. Cứ từ từ suy nghĩ đi, cho nó chín chắn đó nha. Chứ mà khi bút xa rồi thì gà chết. Tôi nhờ luật sư khác á, tìm sơ hở luồn lách một cái á, thì bà khỏi chia luôn. Em để ly sữa nãy giờ mà ngoại vẫn chưa uống nữa. Lúc trưa ông ngoại đã bỏ cơm. Anh khuyên ngoại đi. Chưa uống kiểu này mau bệnh lắm. Ông không sao. Đừng có lo cho ông. Ngoại à, nhưng mà ngoại không ăn uống gì hết. Ông không thấy đói, ông không ăn. Chuyện của bà cụ đúng là không có vui thiệt. Nhưng mà ngoại nè, ngoại đừng có để nó trong lòng nữa. Con hiểu lầm. Bà chết đi, ông cũng mừng. Ngoại à, ông mừng cho bà được giải thoát khỏi cái sự đau khổ.
Ba đau khổ vì cái kiếp này ba gặp một đám con quá sức là bất hiếu. Ông từng khuyên bà là phải sống vui vẻ, nhưng sống sao nổi. Ông lại nghĩ đến mình. Ngoại à, không lẽ ngoại nghi ngờ con? Nói bậy. Quanh ông còn bao nhiêu người, chứ có phải mình con đâu. Dù có khổ cách mấy, cũng đừng vì tiền mà đánh mất nhân tính, nghe không? Mình có tội quá không ta? Ăn cắp tiền của má hoài à. Má lúc nào cũng để dành tiền cho mình hết. Nhưng mà thôi kệ, mình cần nó lấy xe trước thôi. Ủa, cuốn sổ gì vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Ông giàu lắm mà. Tiền để đâu rồi? Chắc chắn là ở đây rồi.